trả lời thử nhá. Công việc yêu thích nhất của những đôi uyên ương trong đêm tân hôn là gì? Biết rồi còn hỏi. Anh chỉ được cái hiểu ý em. Em đã chuẩn bị sẵn rồi đây này. Cái gì đấy? Kéo hả? Làm gì? Cắt. Cắt ở đây là cắt phong bì. Em ơi, em thích nhất là cái khoảnh khắc này đấy. Ôi, toát mồ hôi hột. Bây giờ này nhá, anh sẽ làm nhiệm vụ cắt phong bì cho em. Còn em sẽ ghi tên những người nào mừng mình để sau này mình còn đi mừng người ta. Rồi, nhất trí. Đầu tiên là ai đây? Anh ghi đọc tên đã. Anh chị. Anh chị gì đây? Anh chị Hạ Bộ. Hạ Bộ. À, chồng tên Hạ. Chồng tên Hạ, vợ tên Bộ, nguyên cả cụm. Hạ Bộ mừng bao tiền anh? Em ơi, nửa triệu em ạ. 500 à? Hôm đấy là hai ông bà đi một người hay hai người ấy nhở? Hôm đấy đi cả nhà 4 người em ạ. Gì thế ta, sao 4 người? Thì hai đứa con nữa. Cứ để đây vậy. 100. Ôi, đây này. Hồng Văn Pháo. Hả? Hào Văn Phóng. Mấy trăm anh? Mấy trăm? 1/5 của 1 triệu em ạ. Anh xem có lẫn ở trong đấy không? Đi qua 200 là như nào? Chắc là cái phong bì này nó bị thủng rồi. Thủng làm sao được? Bây giờ anh mới cắt mà. Anh không bảo với người ta là anh ấy đi ăn đám cưới buffet à? Hả? Thì mà thôi. Không biết gì. Quan trọng gì em, tình cảm là vui rồi. Em rõ ràng em đã ghi trong cái thiệp đám cưới của vợ chồng mình là đi ăn đám cưới ở quán buffet. Thì tức là mình được ăn một cách tóe lóe. Thì người ta phải mừng tóe lóe, thế tại sao lại mừng có 200.000? Vẩn. Đâu rồi? Đấy, phó phòng mà còn đi có 200.000, có biết nhân viên đi bao nhiêu tiền? Thế đi, ai? Em ơi, tấm phiếu mua hàng siêu thị tung tăng giá 1 tỷ. Ôi, 1 tỷ á? À không, 1 triệu. Sao bạn anh nhiều người rảnh thế nhở? Rảnh gì? Sao cái tiền này nó không quy ra tiền mặt cho nó dễ, lại còn phải đi mua phiếu mua hàng để tặng? Vợ chồng mình mới cưới đúng không? Bao nhiêu thứ phải lo toan, bao nhiêu thứ chưa mua đúng không? Mình đi siêu thị nhá, tiện thể mình mua luôn. Anh xem ai gửi đi để em biết đây. Họ đoán tên gửi. Họ tên đầy đủ là đoán xem ai gửi. Chị em phải kiểm tra lại cái này đi. Dạ, làm gì có, em chả thấy cái dấu riếc gì ở đâu đây à? Này, dấu này, dấu đỏ này, đỏ chuệch chuệch này này. Đây này, chỉ áp dụng lúc 17 giờ. Ngày hôm nay. Ôi rồi, 3 giờ rồi. Vợ chồng mình đi luôn đi. Thôi đi làm cái gì, anh làm sao đây? Bây giờ còn bao nhiêu phong bì, còn quà cáp phải bóc ra để mà cất đi chứ. Em hay nhở, bây giờ mình không đi ấy, là mình mất luôn 1 triệu đúng không? Cái này mình để tối về mình làm cũng được mà. Quá, anh làm sao thế? Những cái phong bì này mình làm chỉ mất 1 tiếng nữa thôi, sao vợ chồng mình nghĩ ra đấy? Em không đi ấy, coi như là mất trắng 1 triệu này. Hả? Nó nhá, nó gấp 5 lần cái này này. Thấy chưa? Gì? Ôi, em thất vọng về anh cực kỳ ý. Cái gì? Hồi mới yêu nhau anh bảo cưới nhau về anh sẽ làm nô lệ cho cuộc đời em. Bây giờ nô lệ kiểu gì anh bắt tôi xách hết đồ từ dưới tầng lên, anh có biết nó nặng như thế nào không hả? Tại cái ông đoán xem ai gửi chứ. Ông ấy mừng vợ chồng mình 1 triệu mà cuối cùng vợ chồng mình đi mua hết 5 triệu. Bạn anh, trời khập lắm ý. Mà chả hiểu với là ông nào, anh phải gọi điện tra xem ai đi. Em ơi. Gì? Mình vào nhầm nhà hay sao ấy? Anh dở anh. Nhưng mà anh nhớ rõ là trước khi đi anh để con SH Samurai Hip Hop của anh để đây mà. Rồi. TV. Tôi cắp chứ cản không? Quà. Chứ gắm lên từ phong bì. Anh ơi. Anh ơi, phong bì của em. Quà đám cưới của em. Ôi trời ơi. Cái TV em vừa mới mua. Anh ơi. Vào. Ôi, anh ơi. Ai làm thế này? Này, có cả huyết thư để lại này. Bây giờ thì biết ai rồi chứ? Ta cả. Ông Bảy ơi.
Nguyên vào. Ông dậu à? Thằng Nguyên lợi, nó chuyên đi săn đồ cổ của làng mình không biết rồi đấy. Hôm nay nó có món đồ mới. À thế à? Ôi giời ơi, bác dậu, chuyên gia đồ cổ làng mình đấy. Hôm nay chú có món gì? Đây, sáng ra tôi đã vồ ngay được con đồ cổ này, mua nhiều triệu. Nhiều triệu. Này bác xem này, này. Bình này là bình đời Tống, của nó móc công, móc lên. Không hiểu lý do làm sao mà sáng nay lại xuất hiện ở chợ mình, tôi vô được luôn. Chú nhìn thấy nước men chưa? Chú nhìn thấy vết rạn trầm tích của thời gian chưa? À, chú nhìn chưa? Đời nào? Chán chưa? Có cái loại này á? Theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì chú bị lừa rồi. Tôi à, lâu rồi mới biết được bình của chú chỉ là giả cổ thôi, là bình men ngọc. Qua mắt tôi thế nào được? Này, tôi à, bại đấy mà lừa tôi. Này, thế chú không tin vào con mắt đôi mắt của tôi à? Tôi. Quê. Này, hay rồi đấy. Cái đồ của lão ấy, cái gì cũng hơn mình, cày thật. Nghĩ làm sao chơi lão này một vố cho nó bỏ tức. Đứa nào biết bậy lên cửa nhà ông hả? Nếu mà mình được. Cái này là biết tổng thằng nào rồi nhá. Bác Bảy. Bác Bảy này mua đồ gì à? Quý hiếm về đấy à? Chào chú. Chào anh. Hôm nay tôi có việc đi sang làm bên ăn cỗ. Không biết chú đến chơi. Ơi, bây giờ em đi sang lần đầu. Đi sang thì sáng rồi, mà anh không biết nên anh thất lễ thất đồ. Anh lại nói thế, bây giờ em mới bước chân vào đây mà. Tôi biết. Chú đến không có anh thì chú chả ký lên đây là gì. Ký đâu mà ký, đây phải ký em đâu mà. Làng này có mỗi chú văn hay chứ đâu thế này. Em là Nguyên mà. Mà cả làng nó gọi là Nguyên Lợi. Đây rồi. Nhưng mà tôi thì giúp gì được anh? Ô kìa, tại sao không giúp được? Báo cáo với thầy, tôi vẫn nhớ rằng thầy ấy, cụ cố của thầy là ông Thỉnh ở bên kia làng Đông, đúng không? Chăn bò mà bị sét đánh ở giữa đồng không chết. Cả huyện này đều đồn lên là trời đánh không chết. Đúng không? Bây giờ thiêng lắm, thiêng lắm. Được rồi. Thiêng lắm, xin. Thế nhưng xin mà thầy. Vấn đề là bây giờ anh bắt cóc tôi lên đây là có việc gì? Ai bắt cóc? Dạ, thưa thầy. Bây giờ chỉ lên đây, thầy cho nhà con được mỗi một con số thôi. Dạ, con cảm ơn thầy lắm ạ. Tức là anh xin số đề hả? Dạ, vâng con. Thôi, việc này tôi không biết nữa, tôi không giúp được đâu. Cái gì? Biết được mà. Trời ơi, thầy cho con mỗi con số thì bây giờ nhà cửa sạch bách mảnh banh rồi. Đúng rồi. Ở trong túi không còn một xu nào. Thầy cố gắng đi. Thôi, anh có nói gì thì tôi cũng không giúp được anh cái việc này đâu nhá. Thôi này, đi về đây. À quên, cái thầy này để nói nhiều nhỉ. Bình tĩnh, đừng manh động. Thầy có cho số không? Từ để thầy tính. Thầy tính cho nhá. Tàn nát hết cả cửa nhà rồi đấy. Được rồi. Thầy tính đi. Giờ cần cái gì? Bây giờ thế này. Thầy cần cái gì? Muốn xin Lộc Thánh ấy, dạ, vâng. Thì bây giờ phải sửa soạn cho thầy một cái lễ chay. Lễ này à? Đây là lễ mặn. Bây giờ thế này. Ngồi để thầy làm lễ cho nhé. Con lạy Thánh Ala, con lạy Giàng. Ô Giàng ơi, good morning Santa Claus, Merry Christmas.
Thầy ơi, tại sao lại có Good Morning ở đây thầy? Tại sao lại có Good Morning? Thầy ở bên nước ngoài về. À đúng rồi. Đúng tì kết hợp. Lại thỉnh cả thầy bên Iraq về nữa. Rồi, trong lúc thầy làm lễ thì phải trật tự. Dạ. Đặt xuống đây. Cái phần sơ lược là cũng là hòm hòm rồi. Bây giờ thánh là thánh phán thế này. Nghe kỹ nhá. Bây giờ là thánh mà phọt ra con nòng cái là phải vớt ngay. Hiểu chưa? Thánh phọt từ từ nhá. Rồi. Thánh phọt từ từ nhá. Nào. Hôm qua đi uống bia ôm, ngồi bên em út mà quên lối về. Giật mình bừng tỉnh cơn mê. Thân còn nguyên vẹn đồ nghề mất tiêu. Mất hết rồi. Ra về trong sáng liêu xiêu. Không, từ từ đã. Liêu siêu là 30. Đây, câu này, là chốt này, câu này mới là chốt này. Oánh con 21 là tiêu nỗi buồn. Trời ơi, cuối cùng là con 21 à? Ừ, 21. Nhưng mà chẳng nói phọt ra từ đầu. Trời ơi. Này nhá, thề nhá, cái mồm nhá. Thì đấy. Thằng nào, à quên. Tính chưa. Nhá, cái mồm thầy nào nói điều là không được đâu nhá. Bây giờ là mụ mị hết vì đề đón rồi. Con 21 bảo làm sao mà bây giờ đánh mãi người trong có dành người nữa không? Thánh đã phán mình chỉ đích danh con 21 ấy. Okay. Thì bây giờ mình phải làm gì? Lộn 21 là hiểu không? Động não lên. Hiểu rồi. Quánh con 21 và lộn ngược lại là con 12. Lại cái thằng thầy đều này. Cái thằng thầy trời ơi. Hôm qua mày phán thế nào? Ê! Mày phán thế nào? Ê! Hôm nay chú anh tránh ra, tôi sẽ cho thằng này một trận. Hôm nay tôi không đánh thằng này, tôi không làm con người luôn. Ôi! Mày! Chú tránh ra! Này! Anh đánh đi! Xem là ai đây này! Thằng Bần! Thế mày cũng về đây mày lừa bố ở con? Con đang học ở trên Hà Nội. Nghe chú Toàn gọi điện lên, bảo bố ở nhà không chịu làm ăn gì cả. Mà lại suốt ngày lô đề cờ bạc. Mẹ thì ốm đau, bố không giúp được thì thôi, bố lại còn... Anh thấy chưa? Cờ bạc là bắt thằng Bần, cửa nhà bán hết rồi cho chân vào cùm. Anh đã thấy cái tội của anh chưa? Còn cái chuyện nhà cửa này, tôi cầm tất cả giấy tờ tôi cầm hết. Bao giờ anh tử tế, tôi sẽ giao lại cho anh. Bố đã nghe chú Toàn nói gì chưa? Bố có muốn cờ bạc nữa không? Bố đúng là có 102. Cái gì? Dạ. Mày vừa nói cái gì? Dạ, con bảo bố là có 102 hả? 102. Chú Toàn, à thôi, không nhờ chú nữa. Okay. 102. Thôi. 102. Này. Vào. Em đang xem phim, đưa đây cho em. Anh cũng đang xem bóng đá. Anh vô duyên đấy nhỉ, sao anh vào anh chả xin phép vợ một câu anh lấy luôn cái điều khiển. Ủa đồ cục mình. Này, dọn ra nhà cửa chưa? Việc của anh à? Anh đi đón con chưa? Việc của anh á? À kìa, thế không phải việc của anh thì là việc của ai? Anh làm được cái việc gì mà anh bảo là không phải việc của anh? Bao nhiêu việc gì nữa, bao nhiêu cái việc nặng nhọc ở cái nhà này gánh lên cái đôi vai này nhé. Toàn việc của em, toàn việc nhỏ, toàn việc mũi. Em ơi đùa, này, thế công việc mà đi kiếm tiền ý, nuôi sống cái gia đình này ý, thế thì ai làm? Em. Thế cái việc trong nhà nặng nhọc nhất là em làm rồi. Thế anh làm cái việc gì mà anh kêu là nặng nhọc hả? Ôi, chặt cây, tỉa cành, đào đất, xúc than. Ôi giời ơi, cái công việc vệ sinh môi trường của anh mà anh cứ làm như là cao cả lắm ấy. Này nhá, một nghề hơn 9 nghề nhá. Hả? Xanh sạch đẹp vì môi trường, hả? Vì trái đất. Này, đấy là ngoài xã hội nhá. Đấy là ngoài đường nhá. Cái quan trọng là phải xanh sạch đẹp ở nhà đây này. Cái việc quan trọng là anh phải dọn dẹp nhà cửa, lau chùi nhà cửa này, phải chăm sóc vợ con này. Đấy mới là việc quan trọng. Đưa cái tivi đây. Vào. Vào à? Hết vào. Ồ, anh đi ở nhà đi. Đấy, mất đoạn hay của em rồi, quảng cáo đi này. Này, anh. Anh đi ra đi, sang bên trái đi. Lau dọn mà cứ phải nghiêng ngả thế à? Alo, anh có biết thế nào là phải, thế nào là trái không? Ừ hay, em có bảo là trái của em hay là trái của anh đâu.
Em đang xem TV, không phải ngắm cái gì của anh đâu mà anh phải giật lên như thế. TV à? Đấy, lau cho nó đỡ muỗi nhá. Khổ quá, không phải lau, TV sạch rồi. TV sạch rồi. À, đây, anh làm cái gì đây? Anh lau ở dưới này này. Anh thích lau cái gì? Anh lau đi. Ôi dồi ôi. Thôi, cho em xuống, chóng mặt. Thế bảo vẫn xem được mà. Ôi, thôi được rồi, không phải lau nữa. Anh có biết tại sao mà em thích xem cái phim này không? Không. Anh nhìn diễn viên chính. Ôi, tuy là anh hơi già một tí nhưng anh rất là lãng mạn, anh rất là đẹp dai, một người đàn ông trung niên mà hết sức là hấp dẫn đấy. Mà anh không xem cái tập trước à? Ui dồi ôi, ông ấy tỏ tình cầu hôn vợ, ui dồi ôi, hay kinh khủng khiếp ý. Chả ai như anh cả. Sao? Cái hồi anh cầu vợ hôn em ý, anh gọi điện thoại anh bảo: "Em ơi, em có đồng ý là sau khi chết em có tên trong gia phả nhà anh không? Có ai cầu hôn như anh không?" Có, mỗi anh đây. Đây á, anh này á, anh còn á, lên tầng 10 nhá, xong anh quỳ xuống nhà anh tặng một bông hoa rất là đẹp. Ôi mà cái cô diễn viên chính thì xinh thôi rồi, để sao mà diễn viên nam nữ của người ta đẹp thế nhờ, mà lãng mạn kinh khủng khiếp luôn. Thôi. Này, anh nói em nhá. Em nhìn đi, suốt ngày em chỉ có thích hàn xì hàn xẻng thôi. Còn với anh thì sao? Làm sao họ bằng anh được? Sao không bằng anh? Người dây thầy nhiều thứ nhá. Còn thứ hai, em nhìn đi, cái cậu kia kìa, đấy thấy chưa? Cậu trẻ đẹp đúng không? Quá trẻ đẹp, mà đối tác của cậu ấy cũng rất là trẻ đẹp nhá. Mà cậu ấy được diễn với đối tác đẹp lại còn được trả lương nữa, đúng không? Thì sao? Còn anh này này nhá, bao nhiêu năm nay lái máy bay bà già mà có được trả lương đâu. Anh nói cái gì? Anh đi đây. Dâu ta hì dâu thật quý. Quý dâu ta. Dạ thưa ông. Này. Dạ thưa ông, con xin phép. Cái gì? Bộ dâu của ông có thể nói ở cái làng này, ở cái huyện này và cả thế gian này không có ai có bộ dâu đẹp như ông. Mày chỉ thế thôi đúng rồi. Có thưởng không ạ? Có thưởng không ạ? Được. Dạ. Thưởng. Dạ thưa ông. Bộ dâu của ông nhá, có thể nói ngày xưa chắc ông tu lông. Cái gì? Dạ mày nói tu lông là cái gì? Dạ tu lông nhỉ? Tu lông là sao? Hề, lông với dâu là như nhau. Chắc kiếp trước ông phải là người trồng ngô thì bây giờ ông mới có bộ dâu đẹp như thế này. Dạ có thưởng tiếp đâu cả. Dạ thưởng cho mày một công việc. Dạ. Thưa ông, con có thể nói về bộ dâu của ông được không ạ? Được. Dạ. Thưa ông, sâu. Ôi sâu quá, sâu quá. Mày nói cái gì? Dâu mà cái gì là sâu nhỉ? Dạ chính là bộ dâu của ông rất sâu đấy ạ. Dạ thưa ông, ngoài cái sự oai vệ hổ phách ra thì bộ dâu của ông có sự sâu lắm. Có sự sâu thẳm, huyền bí. Ôi đẹp tuyệt vời ông ạ. Nói thế nào? Dâu này có gì mà huyền bí với sâu thẳm đấy nhỉ? Sao lại không có sự huyền bí được ạ? Bộ dâu của ông nó toát lên những vẻ huyền bí mà chỉ trong con người ông mới có thôi. Con người ta mới có. Dạ vâng. Thưa ông, nhìn bộ râu của ông bỗng dưng con lại buồn. Con lại nhớ, nhớ lời trăn trối của cha của con. Cha mày làm sao? Dạ thưa ông, trước khi chết cha con để lại cho con một bí kíp. Một bí kíp gia truyền. Bí kíp gia truyền? Vâng thưa ông, bí kíp đó chính là. Là gì? Bói râu. Bói râu? Dạ, bói râu để biết được tương lai, biết được vận mệnh, biết được hậu sự của mình. Nhưng chỉ có một điều thôi. Điều gì? Điều này không biết con có nên nói không ạ? Mày cứ nói đi nào. Dạ, đó chính là phải gặp được quý nhân. Đã gặp được quý nhân chưa? Gặp rồi à. Đâu đâu? Chính là ông đấy. Ông chính là quý nhân của chính cuộc đời ta. Con. Dạ vâng. Chính là ta. Dạ vâng. Thế thì bói râu cho ta đi. Dạ, xin phép ông cho con được sờ lên bộ râu ngọc ngà của ông ạ. Được. Ôi ông ơi, bộ râu của ông xòe cánh ra như phượng. Dạ, nó như một con đại bàng. Đại bàng bay lượn nghênh ngang, đạp đầu cưới sóng cao sang lấy lừng. Thưa ông, bộ râu của ông chỉ nhìn thôi nó có thể tỏa. Nhưng mà thôi, con không bói được tiếp nữa đâu ạ.
Sao thế? Dạ. Lại đòi tiền chứ gì? Thôi được, ta sẽ thưởng cho một đồng. Dạ một đồng thì vẫn chưa được. Thì hai đồng mấy? Hai đồng làm sao được? Không phải là con không muốn bói cho ông, mà báo cáo ông, con chỉ bói được duy nhất một lần trong đời. Bói xong con trở nên ốm yếu, bói xong con mất hết bổng lộc, bói xong con trở nên thành một người yếu đuối. Thế bây giờ con phải được cái gì? Con phải được cái gì thì con mới đánh đổi tất cả. Dạ ông được. Đi đi. Tao sẽ cho mày 10 đồng. Con nói cho ông biết, con không phải là người vì vật chất. Nhưng mà thôi, vì con thương ông, con sẽ giúp ông nhé. Dạ, xin phép ông. Ừ. Anh trời ơi. Dạ, xin lỗi ông, sợi này hơi xoăn, cho con lại sợi nữa. Nhẹ nhàng thôi. Anh. Trời ơi. Ôi. Sao lại cứ lấy sợi râu của tao? Dạ, cả bộ râu của ông đã toát lên sự oai phong, lẫm liệt rồi. Nhưng con phải xem một sợi râu trong cả bụi râu để biết nó như thế nào. Con xin phép ông. Ôi, tiếc quá, tiếc quá. Cái gì? Tiếc cái gì? Nhẽ ra ông đã là một đế vương. Nhưng sao? Nhưng bộ râu này đã che mất huyệt đạo của ông rồi. Thế à? Thế bây giờ làm thế nào? Giờ chỉ còn một cách. Cách nào, cách nào? Chỉ còn một cách. Cách nào nói đi. Cách nào? Chỉ còn một cách thôi. Chỉ thằng này nói tớ nghe xem nào. Cạo bộ râu này. Hả? Cạo bộ râu này? Đúng. Cạo đi thì cái mặt ta còn ra cái mặt gì? Tùy ông. Ấy này. Thôi được. Vì tương lai sự nghiệp của con cái sau này, tao đồng ý cạo râu nhá. À, ông. Còn gì nữa? Ông ơi. Ta đồng ý cạo râu rồi mà. Ơi, ông ơi. Cái gì? Nãy ông vừa bảo ông cho con 10 đồng vàng cơ mà. Thôi, cầm tiền này về cưới vợ đi. Không biết ông chủ của tôi mà không có cái bộ râu ấy ở trên mặt thì nó ra cái mặt gì? Nhà cửa bao nhiêu đồ đạc này, không có ai ở nhà, chúng ơi chúng ngoắc này. Quái lạ, mình vừa ra khỏi nhà chưa được 2 phút mà đứa nào nó vào nhà thế kia. Tôi chết rồi. Trộm à? Thỏ ơi, bác Thỏ ơi. Thỏ ơi, bác Thỏ ơi. Này, thế cậu tên là Thỏ hay là bố cậu tên là Thỏ? À, cháu là Thỏ, bố cháu không phải là Thỏ. À, thế thì bố là Thuồng phải không? Đúng không? Bố mày là Thuồng đúng không? Dạ. Thế ban nãy ai gọi cho chú là đến để sửa cửa? À, cháu gọi cho chú ấy. À, thế là cháu gọi chú đến sửa cửa đi. Vâng. Ừ, thế này. Dạ. Thế xong mày lại phải bịt cái này vào mồm là thế nào? À, khẩu trang. Cháu đang dọn nhà, nhà cửa bụi mù lên, phải bịt khẩu trang chứ không phải ho. Này, mày như thế là mà rất rất ý thức là vệ sinh đấy nhá. Vâng. Bây giờ là môi trường nó bẩn lắm. Nhưng mà tức là làm cái gì nó bụi bặm ấy là phải rõ mõm không? Chứ không bụi nó chui vào mồm cái là nó thối phổi. Ừ. À, mà bác ơi. Hả? Cháu hỏi cái vừa nãy cháu gọi bác đến là để sửa cái gì nhỉ? Bác ấy quên. Cái thằng chứng tỏ là mày cũng là một cái thằng thần kinh gọi là hạng nặng. Đúng không? Mày gọi chú đến để sửa cửa bây giờ chứ mày lại hỏi nó đến sửa gì? Bây giờ như thế này nhá. Ừ, như nào? Cháu là
đang rất bận. Tại vì tự nhiên là ông sếp ở trên cơ quan gọi cháu đến có việc. Thế bây giờ bác cứ về đi, xong rồi mai bác đến nhà cháu. Bác thích sửa cái gì thì sửa, đập phá cái gì thì bác đập phá. Tao là thợ sửa cửa chứ tao có phải là ô xin nhà mày đâu mà giúp việc nhà mày đâu mà mày cứ mời người ta đến xong mày đuổi người ta đi là được. Khổ quá, cháu đã bảo với bác rồi. Bây giờ ở trên công ty bao nhiêu là việc bận, mà cháu là một người quan trọng, cháu mà không đến là sếp cắt đứt cháu đấy. Ôi bác thông cảm cháu, mai bác đến cũng được mà. Không được. Thằng sếp mày nhá, là người hay là ma mà mày sợ nó thế? Bây giờ này, nói tóm lại này, mày phải ở đây nhá, ở nguyên đây nhá. Hỏng cái cửa nào là tao vào tao sửa cho nhà mày cái cửa đấy. Nào hỏng cửa sổ hay là cửa cái hay là cửa toilet hả? Khổ quá, mày... đã bảo là không được. Thế bây giờ tôi hỏi là đây là nhà tôi hay nhà ông? Nhà tao à? Nhà mày. Nhưng tao bây giờ tao phải vào sửa cửa. Khổ mày tránh quá, nhá. Đã bảo không được là không được cơ mà. Mày tránh nhá. Mày chạy tôi mà chết. Mày chạy tôi quay chân. Bố. Anh chồng. Anh sang nhà em có việc gì đấy ạ? Nhà em ở đây à? Vâng, nhà em đây. Thế nó là bạn mày à? Vâng, bạn ngày xưa của con mà. Thế à? Hóa ra là bạn mày. Vâng. Lấy cho bố cái chổi. Ở đây ạ. Sao bố quét nhà giờ này á? Bố chính thức tuyên bố. Vâng. Nhá. Bạn mày chính là thằng ăn trộm vặt. Mày ơi, bác ấy u gì trời ơi. Anh trộm à? Bố. Bác thang lên hỏi ông trời. Thế gian này có được ai thông minh như ta? Ôi, thơ hay quá. Đây là mã này. Mã là ngựa, ngựa là ngọn. Sang đây, trời ơi. Kéo pháo sang này, bắt mã rồi. Làm sao có thể thoát được khỏi bàn tay của ta? Hôm nay trời nghệ lên cao. Tôi buồn, không biết tại sao tôi buồn. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời. Này, thấy cậu đang ngồi đánh cờ làm thơ, tôi cũng phải làm thơ ngay. Ui dồi ôi, bác ngồi đi. Ngồi một mình à? Dạ vâng ạ. Thế mà tưởng đang chơi cờ với ai? Bác ngồi. Cậu đang làm gì ấy? Em đang chuẩn bị đi dự hội thi. Hội thi? Cậu đùa thôi à? Hội thi gì mà cậu lại ngồi có đánh cờ thế này? Trời ơi, bác chả biết gì rồi. Em đang định đi thi gọi là Mate Chết. Cái gì? Mate Chết? Vâng. Mate Chết là cái gì? Nó là cái cuộc thi cho những ông thạc sĩ cờ mà. Hả? Thạc sĩ cờ? Vâng. Tôi chưa bao giờ nghe cái chữ thạc sĩ cờ bao giờ cả. Lần trước ấy, họ đã mời em đi rất nhiều rồi. Thế nhưng mà tính của em bác biết rồi. Không màng công danh lợi lộc gì cả. Đấy, để cho người khác đi thi, người ta kiếm giả ấy. Thế nhưng mà bây giờ em nghĩ lại rồi. Đấy, bác biết thằng Vinh không? Vinh con nhà bà Váo gì? Ui, đúng rồi. Là gì? Đấy, nó nha, không biết kiếm ở đâu ra cái bằng mate. Đấy, về làng mặt lúc nào cũng vênh vênh vào vào mắt tay vênh à. Tôi nói thật với cậu nhá, mấy lần tôi gặp nó ngoài đường nhá, tôi chỉ muốn cầm cái dép ném một phát vào mặt nó, mặt vênh vênh vào vào. Bác nóng tính quá ấy, thế cho nên ấy em mới bảo rồi, cái trình độ của em là nó đỉnh của đỉnh. Bây giờ mà không đi thi thì phí, cho nên là em quyết định rồi, em sẽ đi thi để kiếm cái bằng mate. Bây giờ cậu đứng lên cho tôi xem. Đứng ạ? Em đứng luôn. Để tôi xem rằng cậu có vị thế hay là có hình dáng của một người mete chép không? Dạ. Ngước mặt lên. Quay một vòng. Chổng mông lên. Tạo dáng. Được. Này,
tôi nghĩ cậu lại còn phải mét te của mét te chép cơ nhá. Nhưng mà mỗi tội là FA. FA nó là cái gì ạ? Úi dồi, vừa tôi thấy cậu nổ tiếng Anh như thế, tôi cũng nổ tiếng Anh với cậu. FA có nghĩa là cô đơn. Tưởng cái gì? Này, thế thì bác không hiểu rồi nhá. Bây giờ giới trẻ thịnh hành xu thế gọi là ế là xu thế của thời đại đấy. Mà em không phải là ế, mà chẳng qua là em chưa tìm được một người tử tế để couple. Hay! Ui giời. Một khúc thơ tuyệt hay. Ui giời. Ngày xưa Lý Bạch ba bước là thành một bài thơ. Cậu ấy, một nước cờ có khi thành năm bài mà. Này, nhân tiện đây anh em mình tỷ ván nhỉ. Tỷ cờ. Này, tôi nói thật với cậu, ngày xưa tôi cũng vừa đi thi đấy. Nhưng mà chả được giải gì vì tôi đánh quá kém. Dạ. Xếp cờ đi nhanh lên. Kìa, cậu khinh thường tôi cờ kém, cậu không đánh cờ với tôi à? Xếp nhanh lên. Em nói thật với bác là em chưa thuộc hết mặt cờ. Cậu chưa thuộc hết mặt cờ? Vâng. Thế mà cũng đòi đi thi mắt ta chết. Ô kìa, bác. Này tên chư cái đằng kia, sao mày lấy hoa của tao? À, ai gọi đây? Anh đây. Anh nào thì vào đây xem nào. Anh vào nhá. Cứ đứng ngoài cửa rền dữ mãi. Vào đây. Ai đây? Thôi anh vào nhà đi. Anh vào nhá. Đây đây đây, đi ngay với anh. Nhà to đẹp quá nhỉ? Vâng. Nhà ông bà nội em để lại đấy. Nhà đẹp như này á, nhưng mà không được bán. Nghèo mấy thì nghèo vẫn phải ở. Đi vào đây, vào đây. Toàn gỗ như này chắc khó cháy lắm. Anh ngồi đi. Ngồi vào đây này. Anh uống nước nha. Này. Hả? Sao em nói chuyện với anh cứ gắt ga gắt gỏng thế? Cái gì? Gắt gỏng. À, đang nghe nhạc. Anh uống nước đi này. Làm sao đây? Anh làm sao đây mà ngồi làm sao mà cứ ngóc ba con quẩy đây? Anh xem trên TV thấy ở bên bển người ta ngồi như thế này cho nó lịch sự mà. Lịch sự lịch lãm cái gì? Đi trên đất là lịch sự lắm rồi. Sang nhà em có việc gì nhỉ? Anh có ông chú ở bên Ba Di. Thế là anh mới nhờ ông đặt và mua tặng em một bông hoa. Hoa ở bên Ba Di à? Ừ. Anh đặt hàng trực tiếp hay là anh nhờ shipper chuyển qua đấy? Anh đặt hàng trực tiếp, chú anh xách tay về đấy. Hoa mùi lạ nhờ. Như anh ơi, anh không biết à? Nhà em bán hoa mà. Hoa này chả khác gì hoa nhà em cả. Hoa bên Ba Di còn có mùi rất là Ba Di cơ mà, em thấy không? Nhưng mà anh ơi, em quên không hỏi, anh tên gì nhỉ? Anh tên là Năng, Năng Công Nông. Năng Công Nông? Ừ. Tại sao lại gắn liền với công nông? Thì anh đi công nông mà. Cái tiếng phạch phạch lúc nãy là ông công nông nhà anh đỗ ở ngoài đấy hả? Không, chắc là của thằng khác đấy. Công nông anh mà để đỗ ở ngoài á, đi đến đây á, có phải chó nhà hàng xóm nhà em để viêm họng hết à? Tên này em biết rồi, nhưng mà anh em mình gặp nhau khi nào ấy nhở? Em không nhớ à? Không ạ. Vào một buổi chiều trăng thanh gió mát. Dạ. Anh nhầm, vào một buổi chiều hoàng hôn tím nhá. Đấy, anh đang lái công nông phạch 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 phạch. Trên con đường D. Dạ, thì anh thấy em tay xách hai túi gà. Em xin đi nhờ công nông của anh ấy. Em nhớ hôm đấy rồi. Đấy. Kể từ khi em giới thiệu tên em là anh biết chúng ta sinh ra đã là của nhau ấy. Anh nói chuyện buồn cười ấy nhỉ?
em giới thiệu tên em thì có liên quan gì đến anh mà anh bảo là của nhau? Em chả biết cái gì. Em tên là gì? Mộng. Ừ, anh tên là gì? Năng. Ê, đấy, em thử ghép lại hai cái tên lại với nhau xem nào. Mộng Năng. Ừ, và em đảo lại đi xem nào. Mộng Năng gì ấy? Mộng Năng đảo lại thì nó là nặng. Anh cứ nói linh tinh này. Uống nó đi. Ngại ghét lùng ta lùng tùng, ngại chết rồi. Bố em về. Bố. Bố vào đây. Ờ, thế mày có cái gì mà cứ cuống lên thế? Bố. Bố vào đi, ngồi đi. Giới thiệu với em, đây là bố em. Còn giới thiệu với bố, đây là anh Năng. Lái công nông ở xung quanh làng mình ấy. Năng lái công nông hả? Vâng. À, thế Năng, con nhà ai hả Năng? Dạ nói ra chết cháu. Không ạ. Dạ. Ờ này, đến nhà bác chơi là cứ thoải mái đi. Nhá. Ừ, bác hỏi thì phải trả lời chứ này. Bác hỏi thế làm sao mà cháu phải đeo cái dọ mõm mà thế kia? Cháu bị cảm ạ. Ủa trời chết. Anh vừa ngồi nói chuyện với em hay không hề có một tí cảm kiếp là sao? Bố em vừa về phát anh lại bảo là cảm anh phải đeo khẩu trang. Hay bố em bị bệnh truyền nhiễm gì mà anh phải sợ? Không phải. Anh vừa mới bị phát ho đây này. Cho nên là anh phải chịn khẩu trang vào mồm để nói chuyện với bố em cho đỡ bị lây. Người già sức đề kháng yếu. Chết rồi con ơi. Dạ. Sao cái bạn bè của con kiểu gì mà nó lại mang dịch đến nhà mình thế này? Ai gì mà bình tĩnh, không phải có gì đâu. Như này, anh này là em mới gặp anh có lần nhở. Đấy, thế là tự nhiên thế nào hôm nay anh lại đến nhà mình. Anh ấy tặng con bông hoa gửi từ Pháp về. Ui, bố nhìn này. Kinh hoa con thấy chả khác gì nhà mình mà bố ngửi mùi mà xem kinh. Ui này, anh này, có phải hoa ướp đá thế nó bị mùi như này không? Đúng rồi đấy. Hoa của Pháp về mà ướp đá mùi kinh ấy kinh ấy. Mày từ từ đưa bố xem nào. Đúng rồi. Cái giống hoa này là y hệt hoa nhà mình như này. Lần sau nhá, anh cũng cần đặt hoa đặt nhà em. Sao bố? Được rồi, thế này Năng ơi. Bác hỏi tí. Thế bây giờ này, Năng chịu khó, Năng tụt cái khẩu trang nhá. Nhá. Dịch cũng được, sốt cũng được, bác chịu được. Nhá. Nào. Thôi. Tôi chết rồi. Coi đây. Đó. Thằng này chính là cái thằng buổi sáng nó ăn cắp cái ông hoa này của bố. Bố đuổi nó vấp ngã gần chết đi. Thằng cắp này. Bác ơi. Xuyên ạ. Thế xin lỗi, chắc là chúng tôi nhầm ạ. Không, Làng Xuyên tức là xuyên làng đấy ạ. Dạ đây ạ. Công ty du lịch đúng không? Vâng. Ôi, đây là hướng dẫn viên du lịch, chuyên nghiệp lắm. Dạ vâng, chúng tôi đến đúng theo lịch hẹn của công ty mình đấy ạ. Dạ vâng ạ, dạ. Rồi ơi, Tháo ra. Xin giới thiệu, đây tổng giám đốc của một tổng công ty vô trách nhiệm không thể hạ, Làng Xuyên. Ôi giời ơi, tên. Phèo. Vâng, còn mình xin tự giới thiệu, tên là Nở. Nở. Mình là thư ký giám đốc và kiêm làm phu nhân ạ. Ôi, nhìn thì biết ngay anh nhở. Trông cứ như là tiên đồng ngọc nữ. Hai anh chị quả là có con mắt tinh đời đấy ạ. Thôi, đoàn mình chắc là bắt đầu luôn đi nhỉ. Bởi vì là chúng tôi dành thời gian cho tour du lịch này rất ít, cho nên mình phải tận dụng ngay. Chính xác, luôn và ngay. Nào, chúng ta cùng lên xe buýt, chúng ta cùng đi chơi nhé. Sao hai người mà cũng đi xe buýt ạ? Ôi trời ơi, nói xe buýt cho nó sang mồm thôi. Còn xe đây, xe đây, xe đây. Sao lại đi xe này? Trong hợp đồng là ô tô mà. Sao lại là xe máy? Cái gì? Xin lỗi quý vị, chúng tôi thực hiện theo đúng hợp đồng. Trong hợp đồng chúng tôi đã có ghi là chúng tôi chở quý khách đi bằng phương tiện có động cơ. Thế này không là động cơ. Trời ơi, anh chị ơi, lăn tăn làm gì? Lên nhanh. Mình để tôi trình bày. Em nói cho anh chị nghe chứ, đi ô tô thì làm sao mà mình hưởng được cái không khí xuyên làng phải không nào? Đúng không? Làm sao mình có thể ngửi được khói của lò gạch, đúng không? Làm sao mình hít được khói mùi than tổ ong? Mình đi xe máy nhỉ, đỗ đâu mình đỗ, mình dừng đâu mình dừng. Đấy chị nghe em nói đúng không? Quá tuyệt vời. Anh phải công nhận là chị Nở này chị nói là hợp lý đấy. Dạ vâng. Thế thì mình đi xe này cũng được. Thế nhưng mà anh chị dắt thêm xe nữa rồi đấy. Gì? Một cái đủ rồi. Ok. Đoàn mình có 4 người mà có 1 cái xe máy thì đi kiểu gì? Cái gì đấy? Ôi trời ơi, cân 4 luôn.
không có sự lựa chọn. Thường xuyên vào 4 giờ sáng tôi chở 6 con lợn, mỗi con móc hàm đã 70 kg rồi. Mỗi này muỗi. Khổ quá, lên xe. Chết làm sao? Chết làm sao được mà chết. Chở 4 5 con lợn chả chết. Ai? Đi vào. Qua đổ xăng kia đấy. Rồi. Đi đường nào? Rẽ phải. Ôi anh ơi, từ từ chậm lại anh ơi. Trời ơi, đã bảo lấy thêm cái xe nữa thì không nghe. Đi trong này. Thôi ngồi anh nghỉ qua. Ôi trời ơi, trông mặt bột bạt lắm, đói rồi phải không? Đói quá thì đi cả ngày hôm nay. Rồi, bắt đầu bây giờ đến ẩm thực. Ẩm thực. Món ăn dân tộc. Mang ra cần chiếc. Bỏ cái này xuống, tí quá tặng mang về nhá. Cây cối, cây nhà lá vườn nhá. Đây. Xin mời quý khách. Đây là cháo. Sao lại trông như là cho lợn thị ăn nở. Đấy. Đấy. Thị nở. Trong tác phẩm Làng Vũ Đại ngày ấy. Đó. Món cháo hành nổi tiếng của chúng tôi. Anh chị cho tôi xin 5 giây. Nước hơi nguội. Anh chị ơi. Thì đây. Sau 5 giây hội ý thì thôi, vợ chồng tôi có một cái quyết định là như thế này ạ. Vợ chồng tôi sẽ dừng cuộc chơi tại đây ạ. Ôi giời ơi, dừng là dừng thế nào? Ăn đi đã rồi ơi. Cái hạt gạo này rồi ôi, gạo này tôi phải ninh bao nhiêu tiếng đồng hồ. Bây giờ vẫn còn hai sự trợ giúp. Một là gọi điện cho người thân. Hai là 50-50. 50-50 là thế nào? Là một người ở lại và một người đi về lấy tiền trả hết cho chúng tôi là xong. Thôi anh chị ơi, rõ ràng là ngay từ đầu là bọn tôi đã theo hợp đồng là thanh toán trọn gói hết rồi. Nhá, bây giờ ngừng chơi, đi về. Trọn gói này, từ. Trọn gói là trọn gói thế nào? Đấy chỉ là tiền cứng thôi nhá. Tiền cứng thôi. Tiền cứng, tiền mềm gì ở đây? Ok. Thì bây giờ tóm lại là thế này, vợ chồng tôi phải giả thêm bao nhiêu tiền nữa? Tiền mình. Đây. One hand dứt cái gì đấy? Múc luôn tiếng Việt cho nó máu. Tiếng Việt cho nó luôn, nhanh và ngay nhá. 5.500.000 đồng Việt Nam. 5.500.000. À gọi là rưỡi cũng được. Anh chị ăn cướp à? Đắc kế. Bây giờ làm sao làm gì với những 5.500.000 đồng? Này ở đây ai là ăn cướp? Ở đây ai đã sử dụng dịch vụ rồi mà không trả tiền thì ai là ăn cướp hả? Thế nhưng mà bây giờ là những khoản gì anh chị liệt kê ra chứ? Mình. Đây, liệt kê đấy còn gì nữa. Đi bao nhiêu là danh lam thắng cảnh. Đổ hết cả bao nhiêu mồ hôi. Đây này, cháo đây này. Ninh 5 tiếng đồng hồ. Cháo chúng tôi đã ăn đâu? Không ăn phải trả tiền, củi lửa đâu ra. Này, từ sáng đến giờ đi tiểu mấy lần còn chưa tính tiền nhá. Thôi, bây giờ tôi không biết được nhá. Cứ theo hợp đồng ban đầu mà làm. Bố tôi đã thanh toán hết rồi và không trả tiền gì nữa. Hợp đồng rồi, này. Mày được à? Cái gì đấy? Mình. Công cụ hỗ trợ. Có ngay. Ui dồi ôi, cái gì đấy? Anh thứ nhất gọi là viêm gan B. Có dùng không? Rồi. Không dùng. Không dùng. Rồi. Xin anh thứ hai gọi là tiêu chảy cấp. Đúng không? Hôm qua tôi đưa mình một cái dịch mới tinh Ebola đâu. Ebola có ngay. Ui dồi ôi. Thôi. Có lôn tiền hay không thì bảo. Đồng ý thanh toán. Cái điều ấy là tốt. Nào. Chào anh chị. Ôi dồi, em chào bác tổ trưởng ạ. Anh chị đã bị bắt quả tang. Quả tang gì ạ? Tang chứng vật chứng sờ đây. Dạ, gì ạ? Dùng xin anh ép khách du lịch. À đâu, đây là thuốc ở chợ tim, thuốc bổ mà. Tôi giới thiệu với anh chị, đây là hai cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuống kiểm tra công ty của anh chị. Dạ. Chúng tôi nhận được rất nhiều đơn thư phản ánh của khách hàng cũ của anh chị. Phản ánh về việc anh chị chặt chém khách du lịch. Hành vi của anh chị đã được chúng tôi ghi nhận lại. Anh chị không chối cãi được đâu. Mời anh chị về trụ sở. Còn một số việc nữa cần phải giải trình. Mời anh chị.